trong những câu lạc bộ được thành lập từ rất sớm. Hoa Mai Tiên Đồng được đánh giá là một câu lạc bộ xuất sắc từ đội hình cho đến vũ điệu. Để chứng minh cho điều này, sau đây chúng ta cùng chứng kiến màn trình diễn của các cô, các chị đến từ câu lạc bộ Hoa